Máy xịt thì nó xịt đỡ sạch nấm mà đỡ rất nhiều bệnh. đấy, nhà tôi 100% Đấy. làm không có một tí mốc. Còn như đợt này ăn ăn xong bữa ấy là chú cắt bỏ hết cái hàng chè con này đi. Quốc Cuốc bỏ hết đi, cắt cuốc bỏ hết. Đừng có để chè này, bởi vì gốc chè nó vừa ăn cạnh tranh dinh dưỡng là một này. Nó vừa để cho ẩm gốc mà cái mùa chuẩn bị thu hoạch này ẩm gốc là chết. Đấy. Còn bưởi này mà cây nó đã quá ổn định đi rồi. Mà cái giống bưởi diễn xịn này nó rất là sai, nhưng làm không bao giờ được ngon. Nhà chú không bao giờ làm được ngon khi mà để chè này. Mà lại bón cái kỹ thuật là các chú thì lại đang bón là bón Cani Hà Anh. Mà có khi còn chưa bón tới, ví dụ những cái gốc này mà sai, chú phải bón tới 5 cân Cani Đức, cả trắng cả đỏ. Thì nó hết khoảng độ 80.000. Tính trung bình nó khoảng 80.000 một một gốc này. Nhưng mà những cái quả bưởi này chú đang bán 15 16.000 hoặc 17 18.000. Nhưng nếu bón Cani Đức thì tối thiểu chú phải bán được 30.000. Thế 30.000 là 100 quả bưởi một cây này thôi. Thì Nó đã lên bao nó nhiêu? lên bao tiền rồi? Ví dụ như Cani Hà Anh mà bón 5 cân thì 8 5 40. 40.000 đúng không? Cani kia mất 80.000 là gấp đôi. Gấp đôi. Thế thì mất thêm có 40.000 một gốc này. Thế mà nhân với ví dụ như cái đằng này đang bán, cô chú không thể bán được 20.000. Thế bây giờ cháu chỉ cần nói bán 30.000 hay 25.000 thôi. Thì 25.000 một quả này với giá 20.000 thôi. Cho cô chú bán 20.000 một quả. Nhưng thêm 5.000 mà 100.000, 100 quả thì được 500. Mà đầu tư mất có 4.000 đúng không? À 40.000, 40.000 tiền phân Cani Đức so với Cani Hà Anh. Mà được 500.000 thì nó chả phải gần gấp 10 lần à. Mà bán thì lại tranh nhau. Vì ăn Nên ngon. nên phải làm Cho ngon nên là thế, thế chính thì các ở cô đây và thì các chú bỏ chưa tính được hả? ra cái bài toán kinh tế. Nó đây cái này nó không thoáng được ẩm nhiều Nó là luôn cứ luôn nhấc ẩm. lên đây nó dày vỏ có chứ. Và còn cái đường này đây là cái đường này, nếu cô chú mà làm, khi cô chú đã có tiền rồi, cô chú sắm được hết tất cả máy móc. Cái máy vận chuyển của cháu trên đồi đấy nè. Đây cái dạng đồi bán chung du đây, nó là đồi dốc dốc Nó thoai thoải thoải thôi. thoải thôi. Cô chú mà đi một cái hàng này đây, đi từ trên nhà đi thẳng cái mương cái à, cái thẳng cái đường này, vận chuyển thu hoạch quả mang lên nhà, thu hoạch chè mang lên nhà, chở phân xuống bón chè bón bưởi. Một nó không phải cái xe rùa này của cô chỉ đố cô chở được 2 bao, chỉ chở được một bao 50 cân này mà cô đã đứng đứng thở dốc rồi. Còn cái máy đấy nó chở được 5 tạ cho cô đi, Rồi rồi. được 10 bao nếu cô chứt được hết, còn không thì nó chở 3 tạ. Cái Rồi. 3 tạ mà nó đi đường này nó đi một chuyến bằng cô chở 6 chuyến rồi. Thế mà lại chả mất sức, máy nó làm hết. Mình chỉ có đi theo nó để mình dắt đường đi thôi. Ừ thì mai kia nếu mà Đấy. Đấy, bên đấy cắt đủ không? Bên đấy thì cũng không đủ. cùng một giống mà. Vâng. Cùng một lò. Cháu cắt đang cắt một ít mắt ghép để cháu ghép lại còn đang thiếu ở nhà. Ví dụ như chúng ta chở phân bón, chúng ta có thể ben xuống như thế này và chúng ta cho xe đi lùi hoặc đi tiến tùy theo chúng ta sử dụng. Đây là hạt bưởi ngon để thùng ngang và có khóa rất là dễ dàng để thực hiện thao tác rất là nhanh.